Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với bản tin quốc tế trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, chính xác nhất về tình hình quốc tế với những điểm nóng được dư luận xã hội quan tâm để gửi tới quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Khó khăn chồng chất cho Kiev tại Kharkov. Các cuộc đột kích đầu tiên của quân đội Nga dường như đang diễn ra theo hướng Orekhov tại mặt trận Zaporizhia, như các video định vị địa lý cho thấy. Cùng lúc đó, áp lực không giảm ở phía nam Donetsk, đặc biệt gần Kharkov, đôi khi lực lượng Moscow phát triển được tới 2 km mỗi ngày tại đây. Các cuộc đột phá vào sườn phía tây theo hướng Velika Novosika đang gia tăng. Tuy nhiên, hầu hết các cuộc tấn công hiện đang diễn ra theo hướng sông Sumy-Ili ở phía đắc Ukraine. Theo hướng Pokrov, các mũi xung kích của Nga đang di chuyển về phía Peretsky, một vị trí địa lý cho thấy Vochenka hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của họ, đồng thời Stepanika cũng được cho là đã rơi vào tay quân đội Nga. Điều tương tự cũng xảy ra tại Novokvitivka, nơi lực lượng Moscow đang nằm giữ hầu hết ngôi làng. Tại Nam Chasovya, hoạt động đã bắt đầu, các video định vị cho thấy giao tranh dọc theo các kênh đảo. Ở Sivets, quân đội Nga một lần nữa thành công kiểm soát Ivano-Darivka, tuy nhiên họ còn phải giành được ngôi đồi ở phía Bắc để giành được kiểm soát bền vững. Nga nỗ lực đánh bật Ukraine ra khỏi mặt trận Kursk. Ở mặt trận Kursk, lực lượng Moscow đang nỗ lực một cách có hệ thống để đánh bật đối phương ra khỏi các vị trí kiểm soát, tiếp tục chiến dịch phản công. Tại quận Gluskovo, quân đội Nga đã khôi phục quyền kiểm soát dọc theo biên giới quốc gia ở phía nam Novi Put. Cảnh quay ghi lại khoảnh khắc binh sĩ Nga thiết lập bãi mìn tại các khe hở răng rồng dọc biên giới với Ukraine. Một nhóm bộ binh tiếp cận, liên lạc bằng đường bộ từ khu rừng, không sử dụng xe bọc thép. Có khả năng không có lực lượng Kiev tập trung ở vành đai rừng phía đông cũng như phía tây ngôi làng. Ở quận Sucha, UAV Inokhodes Orion tiếp tục phát huy hiệu quả. Đây là lần thứ 13 đóng UAV mới này vô hiệu hóa xe tăng Ukraine được ghi nhận. Tại Nikolskoe, các vùng phụ cận, một xe tăng cùng một xe bộ binh chiến đấu của AFU đã bị phá hủy. Tại Darinio, một xe bọc thép Kayak 7 đã bị phá hủy bởi một UAV điều khiển bằng sợi quang. Ngoài ra, sự xuất hiện của binh sĩ Ukraine được ghi nhận trong làng, qua đó bác bỏ tuyên bố của Moscow trước đó về việc RFAF đã giành được khu dân cư này. Về phía quận Korenovo, các cuộc đụng độ vị trí tiếp diễn như thường lệ tại Novoivanovka, không có báo cáo về sự tiến công của lực lượng Moscow. Tại vùng Sumy, các cuộc đột kích bằng tên lửa của Nga đã được ghi nhận nhằm vào các mục tiêu của đối phương. Đây là địa điểm tập trung lực lượng thiết giáp và nhân lực Ukraine để tiến vào vùng quốc. Tại Romy, trạm biến áp tại địa phương đã bị tập kích. Nhà lập pháp Mariana Eruglea cho biết trên kênh Telegram của bà vào ngày 6 tháng 11, Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Sirky có thể đang chuẩn bị rút quân ra khỏi vùng quốc của Nga. Bà đưa ra nhận định trên sau một loạt các bài đăng của ông Sirky trên Facebook, trong đó ông công bố kết quả của cuộc tấn công vào quốc từ 6 tháng 8 tới nay. Ông tuyên bố cuộc tấn công đã buộc Nga phải đưa quân tới các nơi khác để bảo vệ quốc. Ông Sirky đã đưa ra những phát biểu cho thấy Ukraine sắp rút quân ra khỏi khu vực này. Quân đội Ukraine đã phát động một cuộc tấn công lớn vào khu vực Kursk vào ngày 6 tháng 8. Trên Facebook, ông Sirky tuyên bố Ukraine đã gây ra thiệt hại lớn cho Nga. Trong gần 3 tháng diễn ra chiến dịch tấn công Kursk, tính đến ngày 5 tháng 11, tổn thất về nhân sự Nga trên mặt trận Kursk lên tới 20.842 người, trong đó có 7.905 người thiệt mạng, 12.220 người bị thương, 717 người bị bắt. Ông cho biết 1.101 đơn vị vũ khí và thiết bị quân sự của Nga đã bị phá hủy, gồm 54 xe tăng, 276 xe chiến đấu bọc thép, 107 súng và súng cối, 5 hệ thống phóng loạt và 659 xe quân sự. Ông cũng lưu ý rằng Nga đã triển khai khoảng 45.000 quân tại quốc và đang cố gắng tăng quân số. Quân đội Nga nói riêng không đủ trên mặt trận này, vì vậy họ đang cố gắng đưa quân từ Triều Tiên vào. Ông cũng cáo buộc Nga trước đó muốn kiểm soát thêm lãnh thổ ở phía bắc Ukraine tại Sumy. Tuy nhiên, nhờ chiến dịch Kursk, lực lượng Ukraine đã thực hiện một động thái phòng ngừa và gây ra tổn thất cho lực lượng Nga trên lãnh thổ của họ. Khoảng 2.000 binh sĩ Ukraine đã được trao tặng các giải thưởng nhà nước vì chiến đấu thành công trong chiến dịch Kursk. Trong cập nhật ngày 4 tháng 11, Bộ Quốc phòng Nga cho hay, kể từ khi bắt đầu chiến dịch đột kích vào Kursk, Ukraine đã mất hơn 29.600 quân, 184 xe tăng, 106 xe chiến đấu bộ binh, 107 xe bọc thép chở quân, 1.078 xe chiến đấu bọc thép, 808 ô tô, 259 khẩu pháo, 40 hệ thống pháo phóng loạt, bao gồm 11 hệ thống HIMARS
6 hệ thống MRRS do Mỹ sản xuất. Cả Nga và Ukraine chưa bình luận về những tuyên bố của nhau. Rất khó để các bên thứ ba có thể xác minh thông tin do hai bên cuộc chiến cung cấp, vì đây có thể là đòn tâm lý. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhiều lần tuyên bố chiến dịch tấn công tỉnh Kursk của Nga đã đạt được mục tiêu là ngăn chặn việc Moscow kiểm soát một phần tỉnh Sumy và thành phố Sumy của Ukraine. Trong khi đó, Nga đã tuyên bố trả nợ Ukraine và đang đẩy lùi lực lượng Kiev ra khỏi khu vực. Mặt khác, Ukraine cũng đã buộc phải kéo bớt quân tinh nhuệ có kinh nghiệm chiến đấu từ Donbas lên Kursk để duy trì thành quả tấn công, tạo ra lỗ hổng lớn trong tuyến phòng tuyến. Nga đang chấp thời cơ và tiến nhanh về các trung tâm hậu cần và huyết mạch của Ukraine ở Donetsk. Trong những ngày qua, Nga liên tục tuyên bố giành thêm các lãnh thổ ở Donbas. Nga nhiều lần cho rằng Ukraine đã đặt cược lớn vào chiến dịch Kursk, nhưng canh bạc của Kiev thất bại. Trong nội bộ Ukraine cũng có những ý kiến hoài nghi về mục tiêu thực sự của Kiev ở Kursk. Kiev đang gặp khó khăn trước đà tiến công của Nga. Chuyên gia Oleg Starikov, một đại tá đã nghỉ hưu của cơ quan an ninh Ukraine SBU cảnh báo, lực lượng vũ trang của Ukraine đang gặp thách thức trong việc chống lại chiến thuật của quân đội Nga trên chiến trường. Nếu quân đội Kiev không nghĩ ra cách hiệu quả, điều này sẽ buộc người Ukraine phải rút lui sang bên kia bờ sông Dnieper. Đối thủ hiện đang sử dụng các chiến thuật mà chúng ta vẫn chưa có gì để chống lại. Họ thường tấn công bao vây từ ba hướng, buộc chúng ta phải rút lui và sau đó nhanh chóng tiến vào và tiến xa hơn. Tất cả những điều này sẽ dẫn đến đâu trong tương lai gần? Nó sẽ dẫn đến tình huống mà chúng tôi phải rút lui càng xa hơn về phía bờ trái của sông Dnieper. Vào tuần trước, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, ông Oleksandr Sky thừa nhận, nước này đang chịu áp lực ngày càng gia tăng trước đà tiến không ngừng của Nga trên chiến tuyến dài hơn 1.000 km. Ukraine đang phải đối mặt với một trong những cuộc tấn công mạnh mẽ nhất của quân đội Nga kể từ tháng 2 năm 2022. Đà tiến của Nga trong thời gian qua phản ánh ưu thế của Moscow về nguồn lực áp đảo trước đối thủ trong cuộc chiến tiêu hao. Nga dường như đang tăng tốc tiến công để giành được nhiều lãnh thổ nhất có thể khi mùa đông tới gần và các điều kiện chiến đấu trở nên khó khăn hơn. Báo Anh Guardian dẫn nguồn tin từ thực địa đưa tin, các đơn vị Nga đã tiến quân với tốc độ nhanh nhất kể từ đầu năm 2022, khiến phòng tuyến của Ukraine ở khu vực phía nam Donetsk đối mặt với nguy cơ sụp đổ trong thời gian tới. Theo thống kê vào tháng 10, lực lượng Nga đã giành được khoảng 500 km2 lãnh thổ, chủ yếu là ở Donetsk. Ngoài ra, Nga cũng đã giành được khoảng 40 km2 ở khu vực Kupiansk, Kharkov, khu vực nằm gần Donetsk. Donetsk tiếp tục là điểm nóng trên tiền tuyến khi Nga liên tiếp giành được lãnh thổ tại đây. Nga đã kiểm soát hầu hết Lugansk và đẩy nhanh tốc độ tiến công ở Donetsk với mục tiêu kiểm soát hoàn toàn khu vực Donbas. Trung tâm công nghiệp nặng hàng đầu của Nga cũng như nơi tập trung nguồn trữ lượng khoáng sản dồi dào của Kiev. Trong lễ tiếp nhận quốc thư từ các đại sứ nước ngoài, Tổng thống Putin tuyên bố, tôi đã nói nhiều lần rằng Nga không chỉ sẵn sàng đàm phán mà còn từng tổ chức các cuộc đàm phán như vậy tại một thời điểm nhất định, cụ thể là ngay từ đầu cuộc xung đột. Những cuộc đàm phán đó thậm chí dẫn đến một hiệp ước mà hai bên đều có thể chấp nhận được và được phía Ukraine ký tắt. Tuy nhiên, phía Ukraine sau đó đã từ chối hiệp ước theo lời khuyên của các nước bên ngoài. Điều này đã được các quan chức Ukraine xác nhận. Theo Tổng thống Putin, chỉ những ai không hiểu lịch sử Nga cũng như sức mạnh của sự thống nhất nước Nga mới có thể ảo tưởng về việc gây ra thất bại chiến lược cho Moscow. Ông Putin nhấn mạnh con đường thù địch mà một quốc gia phương Tây thực hiện nhằm leo thang và kéo dài cuộc xung đột ở Ukraine với mục tiêu gây ra thất bại chiến lược cho Nga là sai lầm nghiêm trọng. Ông chủ Điện Kremlin khẳng định Nga sẵn sàng hợp tác cùng có lợi với tất cả quốc gia. Không có ngoại lệ, dựa trên nguyên tắc về bình đẳng, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau và tuân thủ nghiêm ngặt luật pháp quốc tế. Nga ủng hộ việc phát triển một hệ thống quan hệ kinh tế quốc tế công bằng, không có cạnh tranh không lành mạnh, các lệnh trừng phạt đơn phương bất hợp pháp và các biện pháp hạn chế có động cơ chính trị. Nhà lãnh đạo Nga tuyên bố Moscow không tìm kiếm sự đối đầu và hy vọng châu Âu sẽ áp dụng một cách tiếp cận hợp lý, cân bằng trong việc hợp tác. Vào tháng 3 năm 2022, Nga và Ukraine tiến hành một cuộc đàm phán ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ để đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột. Theo dự thảo thỏa thuận, Ukraine cam kết trung lập vĩnh viễn, cắt giảm quân đội để nhận được những cam kết an ninh. Thỏa thuận bao gồm các nghĩa vụ của Ukraine về vị trí trung lập không liên kết và từ chối triển khai vũ khí nước ngoài, bao gồm cả vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ của mình. Tuy nhiên, sau khi Nga rút quân ra khỏi khu vực Kiev và Chernihiv, các cuộc đàm phán đã bị đóng băng. Theo Tổng thống Putin, Kiev đã từ chối các thỏa thuận. Nga cho rằng vòng đàm phán đổ vỡ vào phút chót và Ukraine từ chối ký vào thỏa thuận sau khi lãnh đạo phương Tây hối thúc Kiev tiếp tục chiến đấu. Phía Ukraine tuyên bố, quyết định từ chối được đưa ra theo lời khuyên của Thủ tướng Anh, khi đó là ông Boris Johnson.
Hòa đàm giữa Nga và Ukraine bế tắc sau khi Kiev bất ngờ rút khỏi đàm phán với Moscow về các điều kiện chấm dứt xung đột. Cuối năm 2022, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ban hành sắc lệnh cấm đàm phán với chính quyền của Tổng thống Putin. Ông Zelensky cũng đưa ra công thức hòa bình 10 điểm, trong đó có điều khoản yêu cầu Nga rút hết quân, khôi phục đường biên giới năm 1991 cho Ukraine. Kiev coi đây là nền tảng cho bất cứ cuộc hòa đàm nào với Moscow. Trong khi đó, Nga tuyên bố mọi đàm phán phải dựa trên thực tế mới về lãnh thổ, nghĩa là Ukraine phải công nhận các vùng lãnh thổ đã sáp nhập vào Nga.